Nhẹ rồi nhá. Chào mừng các bạn quay lại kênh Diều Đẹp Quận 12. Hôm nay mình lại tiếp tục mình để review ba con diều. Này ba con này. Bắt đầu gió về nhẹ nhẹ đây. Rồi con diều của cụ ông lên trước nha. Gió chưa chuyên thua con này đây nhá, bộ sáo còng nhá. Để nguyên cật luôn nha. Miệng thông nha. Đẹp không? Ống sáo để nguyên ống luôn, nguyên ống thẳng luôn. Thế bây giờ đẳng cấp bầu trời. 4m2. Đây, sáo đây. Này bể bị nứt dán keo thôi. Tự làm nhá. Con này chưa lên được. Đang chăn á, đang chăn con lên, đang xả đó. Có gió đấy mà sao chứ. Thả mạnh quá, thả dây nhanh quá. Đây, còn một siêu VIP. Bộ này là bộ sáo này chưa biết đặt tên, nó không biết cò hay cưa hay là còi nữa. Ôi con chút. Chạy ra tới đây nè, tới bờ kênh quẹo phải là đúng cái cầu. Đúng đi đâu đi? Muốn đi hướng nào đi? Anh qua rồi má về quên cả quần đúng không? Thấy. Để chung áo mưa Quảng Hưng mà. Rồi chuẩn bị lên bộ này nhá. Bộ này sáo nó chưa chịu trải ha. Nó trải rồi hay là chưa? Đang trải dây đây. Đứng ơi. Căng dây ra. Lên. Chưa kịp căng đã bị kéo rồi. Đấy không biết sáo gì đây, kêu có cưa. Lên đấy, có gió đâu, chưa ăn gió. Chưa ăn gió. Chắc khả năng là xuống rồi. Chăn không nổi. Sáo nặng hơn 1 kg. Đó. Khả năng lên được xuống rồi. Chưa ăn gió. Mặt trời chói quá. Cũng bồng bềnh mà. Đấy bồng bềnh mà chứ đâu có nặng mấy đâu. Sợ sáo nặng mà đâu có nặng đâu. Có bồng bềnh à. Thả dây có bồng bềnh. Chói quá, chói mặt trời. Xuống nha. Chưa có gió.
Rồi, quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Chỉnh màn lên. Chú ý nhá, đừng để nó vào vào cái bụi cây. Nó mặn thế. Chạy suốt quần nữa không. Ấy kêu đấy. Lên đấy. Hình vô, hình con vô, con vô. Mấy giờ đâu? Yeah.